Để lập lại trật tự an toàn giao thông sau Tết, lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Theo thống kê, từ sau thời gian nghỉ Tết đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt gần 800 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là các lỗi không chấp hành tín hiệu đèn và không đội mũ bảo hiểm. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.